cho các con xếp hàng chờ đến lượt. Trước khi vào bài học, các con hãy cùng với cô xem một đoạn phim nha. Theo tớ chơi với, tớ diệt trước. Cho tớ chơi, cho tớ lên trước. Các con nói cho cô biết chuyện gì xảy ra nào. Bạn này xô ngã con. Bạn này cũng xô ngã con. Thế con có đau không? Có ạ. Con cũng đau lắm. Khi bị xô ngã, con cảm thấy như thế nào? Con tức điên lên nữa. Tớ cũng tức điên lên với bạn. Nếu con xếp hàng như các bạn, thì con đã không làm bạn ngã và bị đau. Bạn ấy cũng không xếp hàng mà. Vậy chúng ta cùng nhắc nhở bạn ấy và cả lớp nhé. Vâng ạ. Bây giờ cả lớp mình vào rửa tay sạch rồi cùng liên hoan bánh kẹo nhé. Cả lớp cùng xếp hàng nào. Cô và các con vừa cùng nhau xem đoạn phim nói về các bạn nhỏ chơi cầu trượt. Vậy các con thấy các bạn nhỏ chơi cầu trượt với nhau như thế nào? Ồ, các bạn nhỏ chơi với nhau chưa biết nhường nhịn, còn xô đẩy nhau. Mình là người trượt trước vì các bạn nhỏ không biết xếp hàng chờ đến lượt đó các con. Qua đoạn phim trên, các con học được điều gì nè? Khi tham gia các hoạt động vui chơi cùng với bạn thì các con phải biết xếp hàng chờ đến lượt. Ai đến trước thì xếp hàng trước, ai đến sau xếp hàng sau, và chờ đến lượt của mình, không được xô đẩy nhé các con. Khi ra sân chơi cùng với bạn, các con phải chờ đến lượt của mình nhé. Ngoài ra, khi tham gia các trò chơi của hội thi, các con cũng phải xếp hàng chờ đến lượt của mình. Các con không được chen lấn, xô đẩy nhau. Khi bác sĩ đến khám sức khỏe, các con cũng phải chờ đến lượt của mình. Và khi đến siêu thị, các con phải xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Lúc đó, mình sẽ cảm thấy công việc được nhanh hơn. Vì vậy, việc chờ đến lượt là một hành vi tốt, cần phải được học. Các con hãy cố gắng học tập và duy trì thói quen này nhé. Bây giờ, các con hãy cùng cô chơi một trò chơi nha. Trò chơi có tên là gắn mặt cười vào hình có hành động nên làm khi chờ đến lượt. Các con thực hiện xong chưa nào? Bây giờ các con hãy cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Wow, hình mặt cười đã xuất hiện rồi này các con. Tại sao các con gắn mặt cười cho hình ảnh này vậy? Vì các bạn nhỏ biết xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay đó các con. Còn với hình không có mặt cười, các bạn đã chen lấn, xô đẩy nhau trong lúc rửa tay đấy. Tiếp theo, các con hãy gắn mặt buồn vào hình có hành động không nên làm khi chờ đến lượt nhé. Nào, cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Ồ, có bạn nào làm giống với kết quả của cô không? Vậy tại sao các con lại gắn mặt buồn cho hình ảnh này vậy? Vì các bạn nhỏ đang chen lấn, xô đẩy nhau. Đây là hành động không nên làm khi chờ đến lượt nhé các con. Còn với hình không có mặt buồn, các bạn biết xếp hàng chờ đến lượt đấy. Vừa rồi, cô Như và các con đã cùng nhau tham gia bài học Bé biết xếp hàng chờ đến lượt. Bài học này thật là thú vị và đầy bổ ích phải không nào? Qua bài học này, cô hy vọng rằng các con sẽ rèn luyện thói quen tốt cho mình để trở thành người lịch sự, biết ứng xử văn minh nơi công cộng. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video lần sau.